Hello, hello. Xin chào các bạn nha. Ok, hơi lắc 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 đi. Ok. Và chào các bạn đã tiếp tục đến Genshin Impact tập thứ 3. Thì các bạn ui mẹ lắc quá anh em ơi. Xin lỗi anh em nhá. Máy mình nó dùng hơi nhiều RAM tí bởi vì mình vừa mới thay phần mềm quay cho các bạn ạ. Ok. Thì ngày mai chúng ta sẽ ui. Ôi, cảm thông cảm của mình nhá. Bạn thông cảm với tôi cũng đâu có muốn thế đâu, đúng không? Tôi đâu có muốn lắc nước gì đâu, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình chơi si bắc ngày thứ 3 thôi. Thì tập này mình sẽ đến cái đề là tục chiến đến với con này. Đấy, hôm nay sẽ ui kiếm mạnh thế anh ạ. Giờ chúng ta sẽ cùng vào game thôi. Ok, sẽ về một đến xóa bắc phong này. À, cửa anh Hiền ơi mà. Ok, ở đây là có cơ đi vào để xói bị đỉnh ở trạng tai họa do phong ma long gây ra. Đề nghị sẽ đến các nơi để triển khai hành động hay cùng với đội trưởng kỵ binh cây ra đi vào đến xóa bắc phong, sẽ đứng phong ma long và nhận được sức mạnh trong đó đấy. Nhận được, nhận đây. Ok, ta thì vẫn sẽ gọi là đúng hai con để chơi thôi. Một con cần được nói gì hai con. Đây tôi không có thể rủ bạn bè tôi được, không rủ được. Ờ đúng rồi. Đấy, rồi thì khiêu chiến rồi. Ta nói chuyện với thằng kia à không? Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. Chiến pháp của đội kỵ sĩ. Ok. Oh, mình được cây da. Cái thế là có thể cổ sinh. À, cái gì mình chết rồi đồ sinh hoạt ạ. Ok, mình chăm tạo có gì không? Đây là dùng thử. Ok. Có khi thằng này kiếm bạc các bạn ạ. Người mình không thay được. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Khi qua ở trong môi trường nước sẽ bị thêm hiệu quả ẩm ướt. Dùng nguyên tố băng để đóng băng nguyên tố thủy để dễ dàng không chia quái. À, how do you know? Vậy như là gì? Nó băng ẩm ướt, nó băng. À, experience. Bạn này chết mày. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Freeze! Chết mày nha. Nào, nào mày. Trouble. Cái nó hay quá như không có vision. You don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a very strange. Hạt nhân là cơ quan trọng yếu cung cấp năng lượng cho cơ quan phát hỏa. Dùng tố băng để dừng chuyển động hạt nhân là một tất cơ quan có thể phát hỏa. Đẹp. Bí mày mò. Ok ok ok. Ta mở ra dương. Cô ta có. Chịt ơi. Chịt. Cái lắc cái lắc cái lắc cái lắc. Anh thay em. Thay em. Thay em. Chết mày nha con. Cool it. Không được à? Cool it. Ok ok. Nó dừng rồi anh ạ. Ô. Finally we're here. Nghe là khoan rồi chứ em. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Ghê. Ta sẽ lên trên cao ít nhìn tịt rồi. Mọi người. Ghê. Các con viên đá màu xanh ở trung tâm là thủy hỏa phát. Đấy với nó sẽ tạo ra mực của cái ẩm ở trong khu vực. Wow.
năng lượng từ đường gân để dập tắt lửa nào. Good idea. That's some keen observation. We should get Jean to give you a title and make you a knight. Rồi, các bạn, lắc quá, trời ơi. Quay thôi, lắc cái này chịu đầu hàng. Siêu cấp, vâng. Cây nhầm rồi, nước rồi, hạ là nhầm 6. Vì cơ lên cấp 6 em ạ. Cái nhỏ dưới nước khiến cho các bạn rất nguy hiểm. Con để vượt qua. Đừng nghĩ nó băng cây da để làm nước cứng băng, đặt thành nó đi an toàn. Ok. Speaking of, did you know? Này, cảm biết sao? Storm Terror was once one of the four. What the fuck? Freeze! Nó giống xưa không một trăm máu à, đi căng. Ôi vãi rồi, bạn ơi. Ôi, tôi chết đi. Thôi, 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 thôi. Is that the thing that Storm Terror is using to gain its power? Ông cửa kia đó mình... Seems probable. Let's deal with it. Có thể, bỏ ra tay đi. Ok luôn bạn ơi. Freeze! Rồi, chết. Chết luôn. Bravo! Oh, you are, to my surprise, a well-trained knight. The battles you just fought were sights to behold. I see you already have the knightly stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known through. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern. That's where quite rewarding. No. We've seized another temple from Storm Terror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then, bye-bye. There's no way Hilly Churls organize an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Knights of Avonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Ok, chúng ta đã nhận được nhân vật mới, cây dao 4 sao. Tuyệt vời luôn. Ok, đấy, đơn giản. Nó quá rồi là... Cái gì đó phá, tăng 50 lại không? Đó phá, ô, gì đó phá, cầu. Cũng duyên tương ngộ. 20.000 vàng. Ok, đây cái gì đấy? Ngọn dưỡng hoa ngọc cốc, cây cộng đông lên ra. Anh có toàn vọng gốc thành thất lạc của đạo đạo của đoàn. Anh ra quay nó ngữ bạn ạ. Phòng ngự thì mình nghĩ là mình sẽ lấy cái này thôi chứ không. Đấy, từ tấn công khá tốt quá rồi. Khá năng khá tốt đấy. Kiếm lửa hành, 3 sao. À, chúng ta lại có một ý thì là... Kiếm lửa hành, đây. Tấn công căn bản 40 hoặc 64%. Cái mà trong phủ bạn thì vẫn... Tấn công cơ bản, tấn công cộng 100. Ok. Nhưng sao vẫn lấy cái mặt thôi chứ còn... À hôm nay không biết có gì để quay đồ không nhỉ? Ta sẽ cùng quay đồ. Nó có gì để quay không?
Ok, còn một cái này cho nó mất cổng cái này. Xem nào. Wow. Đã sáng thế. Đây là có cổng điện nhân một này. Mình thử một lần nhá. Rồi. Một lần nhân phẩm có cao không rồi. Nhân phẩm anh ta sẽ rất là quay. Rồi, lời thề xạ thủ thần đô ba sao. Đấy, hết rồi. Mối chuyên tương ngộ không biết là đổi nào cũng chả chán. Chán quá, không đổi. Ra cửa hàng. Ờ, snack nhỉ. À, rồi bụi ánh sáng. Hai cái này cho nó mua cái này. Ủa nam rồi. Của phần liệt cử. Mua để nhận ngay 300 cái này. 109.000 đồng. Ui vãi. Tôi đéo có tiền. Tôi thật là đéo có tiền để mua đống này về. Mẹ nó cày kìa mất nập tiền. 22.000, 109.000, 329.000, 699.000, 1.099.000 và 2.099.000. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Cảm giác cửa hàng không? Chưa giờ các phế. Ok ra được lợi thế sản xuất thần này. Ta sẽ tránh gì? Đây à? Cái này đã chỉ đổ con thay đổi rồi sao nhỉ? Chỉ cung sao bắn là một sao không? Ở đây mình có cung phản khúc này. Đó các bạn bắn chính mục đích là 10%, ở đây là có 12% của máu nữa. Tinh thông nguyên tố bạn mới ở nghĩa đổi ai đi. Thì đó chỉ đổ con thay đổi nhỉ? À, con thỏ ranh nhà mày. Ui lắc. Wing blade. Lắc ghê. Rồi tôi ngồi cho tan con này đi. Ui ơi, 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 ơi. Con mẹ mày. Ủa tôi nghe tiếng không biết ai thì thương cái trưởng mật hoa lừa dối. Ok tôi thay đồ nha. Cái gì mà tôi trang bị cái này rồi. Vì Amber khi sẽ đổi cung nào cung này cung lông vịt cung phân khúc cung là thế xạ thủ thần. Ok món hoa lừa dối đã như là pin nó cao các bạn ạ, pin tầm xuống 8 này. Đấy, đấy là rất nhiều vũ khí, ta có quả cùng ngọc khoáng tin tức, có tin tức như vậy. Bộ ăn đây, ở đây ta có mấy khoai tây, dùng đi. Rồi đấy, hồi xong máu. Mới biết rồi, trang bị đấu này để mình có thể hồi không nhỉ, chứ còn đánh kiểu này nó hơi lâu. Ở sao này. Ok này, mình vừa búp cho kêu mày lên đi vào nhìn thấy 20 luôn đấy các bạn. Búp đi vào cho búp cho mày đi vào cá lắm. Để chỉ là mình nó cốc mấy con này lên là bỏ là VIP luôn đấy các bạn. Rồi 19 này, đi vào 20. Rồi đấy, chung là mình vừa búp cho con này thôi. Cũng gì cũng hơi phí là bởi vì
cái này mua mới gọi là mình mạnh mà mình bút nó được rồi chóng khỏi đâu. Ok. This moment will be frozen in time. Ô, trời chiều này. Rất nhiều chuyện là thời gian như nào nhưng mà. Ok các bạn ơi, mình lại đến cái đèn đèn rồi. Đèn này áo đây. Cả lý á, nhìn đèn này cứ qua đâu. Ở đây chừng qua đâu. Cái này kiểu như là ngày xưa mà mình lúc mới chơi xin đi phát ấy. Đấy lập trước á, là mình có đấy chỗ này này. Cổng không thế. Ồ. Rồi, sẽ gặp nó chuyện để bạn đi ra này. Hey cutie. You're going to help me out too? Chuyện gì vậy? Bạn không nên giúp. Don't hesitate to come to me if you need anything. Không có gì không nhỏ. Bây giờ đi. Good question. Well, because Jean trusts me. Đó là đương nhiên là do Jean tin rồi. So you should as well. Vậy nên các bạn cũng nên đi nhờ một chút. Ok. Chúng ta có cái này nè. Mở đèn nè. Về lại chơi quan cảnh nữa. Ồ nhiều quá. Thử thách bốc tôi muốn chạy. Rồi thì chiến luôn. I knew it. There was a strong elemental energy coming from deep within this temple. Quả nhiên nó sợ tổng ngôi đèn. Phải là có thêm một con nữa đi ra. Can't do much even if she does. Phải qua không. Good point. We'd better start looking for a way to get up there then. Let's ride this wind current, shall we? Okay, what now then? Leave it to me. Okay. Ok. À, được. Ừ, cũng quá tệ các bạn. It's an electro monument. Wow, cũng quá tệ. No wonder. Nó giải đấy, nó lùi. Lại vừa cái bọn nó ạ. Ok. Cái tốc của Lisa này, những gì thì chuyển nó bắt giữ đến gần. Sau đến gần đi xa tiếp để chân bớt. Hãy cho tôi một chỗ luôn mặt. Dạ, phải được đi chân nhé. Come a little closer. Ôi, cái không đủ đi ăn rồi. Đấy các bạn rồi. Ok. Chín rồi. Nhanh lên. Đó, còn một giây. À. Trời ơi. Ông chịu đầu hàng này. Cứ thua nhỉ. Ok, cầm một khác. Freeze!
con này đánh người khác các bạn, con này đánh người khác. Đấy, các bạn thấy không? Mình cầm con này nó phải phải ở cái đẳng cấp khác đi. Mình cầm cái ở mình cầm con này nó phải ở cái đẳng cấp khác thì sẽ thua được. Cái này cái kỹ năng khá. Trời ơi, game một easy cái trò đùa các bạn ạ. Rồi, không được. When it comes to wet enemies, I've got them covered. Đưa cái này chạy bị ẩm ướt. Nhớ rất là hại nha. Ủa, hãy giữ lại chị ơi. Ok. Ủa là cái gì? Bùi vãi. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. Mẹ đến gió nhờ, đi lên nào. Ok rồi. Cái kia dưới hình như có cái gì á. Có vẻ như là có boss quả ạ. Mình nghĩ là hiện tại việc mình cần làm giờ là mình phải ăn tí đồ đó. Ok, 4-7 cái cây rồi. Để ấm hết sắp chơi bằng ạ. Mà mình đánh con này là mình phải ôi, ô, sức mạnh nhân tố lớn còn quay, ơi, vào đây, vẫy đau quá các bạn ơi. Rồi, có tuổi, ơi. Ở đây nó cái nhà này đâu mà xấu nhỉ? Try not to enjoy this too much. Ok, chiều cuối tin đã đỉnh các bạn ơi. Để cảm giác cái này đỉnh lắm. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Ok, sợ bạn quá. Oh, you want to know about this gem? Quá không? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. It's one of those consolidated wind things. Let's head back to the statue of the Seven at Windrise and offer it to the god. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the... They are the Dragon of the East, Storm Terror. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel 3 of the 4 winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. But why would one of the 4 winds hate the city it was supposed to protect?
As a child of Mondstadt, it's something that's really here. Take this. It's a very old story from. Well, you should come with me. Paimon will tell you about the rest later. Rồi. Đó, đã hết. Rồi. Nhiệm vụ chắc gần ta chơi online được rồi. Đi tầm này chắc chơi online được rồi. Rồi. Chào buổi sao. Ok. Ủa, nó cho như giải quyết xong hết rồi. Thế bây giờ chảy nguyên tố, tôi hoàn thiện mạch có văn cao nhất của anh chứ. Có phải sẽ tình hình, có phải sẽ tình hình không? Dân, đã có được gì thú vị hơn cả là rồi, nên là có được không gần đầu trong đền không khổ. Thế là đến sơ quán sẽ còn nhiều. Cái này dùng của nó nhé. Và đầu một tài, chúng ta lại đi trên đó. Và đầu màn 2, một ngày mai cũng ghê lại, mọi người mời mở. Có thể những các XP mọi người tăng hạng mọi người, dù là hoàn thành cách nhận nhiệm vụ tìm xương bổ sung kiến thức của bằng tiếng mọi người kích hoạt hoa địa mạch để nhận được XP mọi người tăng hạng mọi người. Hay tăng hạng mọi người thì này cũng sẽ có nhiều trải hơn, nhiều cố hơn đến với bạn. Thế sao lợi mà mọi người cũng phức như mọi người lợi đó. Rồi. Ok. Có sự mới ok ra. Ok, sẽ nhầm vụ là vụ chúng ta còn nghe chắc đến mức này mình chưa like được cái sao nhỉ, dùng thế giới này mọi người sẽ mở qua những ok, mình để mình mạnh hơn nữa, chơi tiếp nha bạn. Mình nghĩ tập sau mình sẽ cố gắng để có thể gọi là đến cái màn này. À, mình tí độ 10 á. Bây giờ mình khoảng bao tí độ mấy nhỉ? Xem nào. In ồ. Ok, cho các bạn đi ăn. Thêm bạn. Ok. So anh có được 4.000 nghìn ừ chứ ok ok mình nghe chắc video này chơi thôi, bỏ lại xem video này cứ ấn like share và subscribe nhá. Thì mà tập này sẽ hơi ngắn các bạn, không được giờ tập trước nhưng mà không sao, ta sẽ phải tạm thời tạm biệt em này thôi, chúng ta gọi là sẽ tập sau sẽ tìm cách để đánh online nhá, sẽ cày các thứ để đánh online. Ok và lúc rồi tại vì anh em và hạ em lúc sáu nhá, đừng quên like subscribe, bye bye.